Trung Quân chốt sổ năm 2023 rực rỡ bằng một MV mới. Trung Quân chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới nhất ngay sau khi kết thúc chuỗi live concert đầu tay, MV Gặp Em Lúc Tan Vỡ. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa giọng ca, chuyên trị, ballad, Trung Quân và nhạc sĩ Bùi Công Nam tiếp tục mang đến một nốt trầm đầy sâu lắng cho những ngày cuối năm. Gặp Em Lúc Tan Vỡ là một sáng tác có ca từ giàu tính tự sự, với phần lyric về câu chuyện của những người thay thế như cứa vào tâm can người nghe. Bên cạnh đó, câu chuyện tình ngọt ngào nhưng không kém phần bi thương giữa một chàng trai làm thiết kế đồ họa và phiên bản AI của vợ đã khuất trong Gặp Em Lúc Tan Vỡ cũng là một điểm sáng đặc biệt. Theo đó, vì quá thương nhớ người bạn đời, anh chàng thiết kế luôn đưa hình ảnh vợ vào các tác phẩm của mình và dần mắc phải các căn bệnh về tâm lý. Đáng nói, phần điệp khúc của bài hát đã từng được Trung Quân hé lộ cách đây một năm và khiến khán giả liên tục truy tìm. Những câu từ tuy đơn giản, ngắn gọn, giờ anh cố níu cũng chẳng được thêm lâu, và em cố giữ cũng chỉ càng thêm đau. Chuyện ta có lẽ sẽ chẳng thể đi đến đâu, thì thôi ta giải thoát cho nhau, trở nên đầy thổn thức qua chất giọng lẫn cảm xúc mà nam ca sĩ đặt để vào ca khúc. Gặp Em Lúc Tan Vỡ đã từng khiến hàng nghìn khán giả vỡ tan tại hai đêm concert 1589 của Trung Quân. Tuy nhiên, với bản phối mới có phần nhẹ nhàng và cách xử lý vừa bỏ nhỏ da diết, vừa cao trào dàn xé từ Trung Quân khoác một lớp áo mới cho sản phẩm âm nhạc lần này. Nam ca sĩ chứng tỏ sở trường ở thể loại ballad khi mang đến những cung bậc tan vỡ khác nhau, khi thì như buông xuôi, lãng đãng, lúc lại mãnh liệt đến vỡ òa. Quân nhận được bài hát này từ Bùi Công Nam sau nhiều lần hỏi về một ca khúc Tết. Nam vẫn muốn nghe Quân hát một bài ballad của bạn ấy, và cảm giác ca khúc cũng đã chạm đến mình nên Quân đã nhận lời. Trung Quân chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với Bùi Công Nam. Năm 2023 là một năm hoạt động nghệ thuật vô cùng rực rỡ của Trung Quân. Vừa qua, nam ca sĩ đã chính thức đánh dấu cột mốc 15 năm sống cùng âm nhạc với hai concert thu hút 15.000 khán giả tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hát live 100% xuyên suốt 3 tiếng rưỡi, hiệu ứng hóa bướm ngay trên khấu khiến khán giả vỡ òa, và một Trung Quân chưa bao giờ đầy màu sắc, siêu quậy nhưng không kém phần duyên dáng. Tất cả chính là những ấn tượng mạnh mẽ mà Trung Quân ở 1589 concert đã khắc sâu vào lòng người hâm mộ. Nhìn lại một khoảng thời gian dài, đau đầu để chuẩn bị cho hai đêm live concert thật trọn vẹn, nam ca sĩ chỉ hài hước cho hay, trong chương trình vừa qua, Quân đã làm những gì mình có thể làm tốt nhất. Suốt nhiều tháng chuẩn bị cho concert đầu tay sau gần 2 thập kỷ đi hát đã luôn là một áp lực lớn đối với Quân. May mà, hoàn được vốn. Trở lại với MV, Gặp Em Lúc Tan Vỡ, nam ca sĩ chính thức khẳng định đây mới chỉ là sản phẩm mở đường cho một dự án mà bất kỳ người yêu âm nhạc Trung Quân vẫn đang vô cùng mong đợi, album phòng thu đầu tay. Phần teaser audio ca khúc này đã được Quân giới thiệu một chút ở MV, dừng lại vẫn kịp lúc và được mọi người rất quan tâm, do đó Quân chọn ca khúc này làm sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Mở đường cho hàng loạt dự án sau đó, cụ thể là album và những MV khác, Trung Quân chia sẻ. Bật mí thêm về album đầu tiên trong sự nghiệp, Trung Quân cho biết dự án sẽ có đến 9 ca khúc, được nhào nặn bởi nhạc sĩ Phạm Hải Âu, nhà sản xuất âm nhạc thân thiết đã tạo ra loạt hit bất hủ của nam ca sĩ từ những ngày chập chững bước vào nghệ thuật như Trót Yêu, Giấu Mưa, Gọi Mưa. Tương tự với live concert 1589, khán giả sẽ một lần nữa được lắng nghe Trung Quân hóa bướm trong âm nhạc khi mang đến những màu sắc đầy mới mẻ bên cạnh thế mạnh hát ballad trữ tình. Ở thời điểm hiện tại, Quân đã không còn chấp niệm phải chọn lựa thể loại gì cho các ca khúc của mình nữa. Sau 15 đi hát, Quân sẽ dựa vào tiếng nói bên trong mình vào thời điểm muốn giới thiệu đến mọi người một dự án mới nào đó. Trung Quân sẽ chỉ làm những gì bản thân tự tin rằng có thể hát hay nhất, làm tốt nhất để gửi đến khán giả, những người bạn đã luôn bên cạnh mình suốt thời gian qua, giọng ca Giấu Mưa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.